Vâng, không chỉ ở Phú Quốc mà Vân Đồn cũng diễn ra tình trạng sốt đất. Cuối năm 2017 thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc việc quản lý đất đai, nhất là đất rừng chuyển giao hay đất hộ gia đình. Tuy nhiên trên thực tế thì các giao dịch trao đổi mua bán đất tự phát vẫn diễn ra khá phổ biến tại đây, bất chấp những rủi ro mà nhà đầu tư có thể sẽ phải đối mặt. Đây được cho là một trong những dự án được giao dịch nhiều nhất tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh thời gian qua. Chỉ một lô đất này thôi đã được môi giới giao dịch mua đi bán lại lên tới 40 lần chỉ trong vòng 2 năm qua. Nhiều nhà đầu cơ chọn cách thức lướt sóng bất động sản, tức là chỉ mua vào rồi bán ra ngay. Nhiều giao dịch chỉ mua bán trao tay, không cần qua công chứng. Điều này cho thấy đất ở Vân Đồn đang có dấu hiệu bị giới đầu cơ thổi giá để kiếm lời. Tôi mua vào nhiều, mua vào khoảng hơn 100 đến 200 lô, nhưng mua vào xong tôi bán ra. Theo quan điểm của tôi thì Vân Đồn cũng chưa có những dự án nào mà có cơ chế và có cái tính pháp lý ổn định. Tận dụng thông tin về đặc khu kinh tế Vân Đồn sắp được thành lập, môi giới đẩy giá đất ở nhiều khu vực tăng cao. Đây là dự án khu đô thị ven biển đầu tiên tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Và theo chúng tôi được biết thì đây cũng là dự án đang có cái khối lượng giao dịch nóng nhất, giao dịch nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Giá trị đất tăng lên rất nhanh. Đầu tiên là có thể đến 5-6 lần và hiện nay có những cái chỗ đã lên đến gấp 10 lần so với giá trị ban đầu. Theo các chuyên gia, hiện tượng bất động sản Vân Đồn tăng giá trước cơ hội lên đặc khu là không khó lý giải. Bởi khi luật đặc khu hình thành sẽ tạo sự thay đổi đáng kể về thị trường nhà đất tại khu vực này. Tuy nhiên sự tăng giá đất Vân Đồn đến mức quá nóng và không phải do nhu cầu thực, mà phần lớn do môi giới đầu cơ đẩy giá như hiện nay là điều bất thường. Cái tỷ lệ đầu tư quá nhiều mà khi cái giá trị đất đó chưa mang lại được cái hiệu quả, cái giá trị đầu tư nó vượt quá cái giá trị sinh lời trong tương lai ngắn hoặc trung hạn thì đấy chính là cái bất thường. Mới đây, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Ninh vừa đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn các nhà đầu tư trên địa bàn huyện tạm dừng việc lập mới điều chỉnh quy hoạch dự án, xin chấp thuận chủ trương đầu tư cho đến khi Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế. Đồng thời tỉnh cho rằng nhiều giao dịch bất động sản ở Vân Đồn là hoàn toàn tự phát. Đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết tại Vân Đồn gần như toàn bộ quy hoạch chi tiết 1/500 đều đã dừng lại và chờ quy hoạch chung xây dựng Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế. Do vậy thời điểm này việc mua bán đất tự phát là rất rủi ro, không phù hợp khi mà nhiều dự án chưa có quy hoạch rõ ràng. Điều này đồng nghĩa nhiều nhà đầu tư có nguy cơ rơi vào vòng xoáy của cơn sốt đất và gánh chịu rủi ro khi mua phải những dự án như vậy.